Ở châu Âu, gió và mưa hay được nhân cách hóa thành ông gió và bà mưa, và có nhiều chuyện cổ tích hay dân gian khác nhau về hai nhân vật này. Nổi tiếng nhất trong đó chính là chuyện Ông Gió Bà Mưa của nhà văn Pháp thế kỷ 19 Paul de Musset. Kể từ khi xuất bản lần đầu năm 1879, chuyện cổ tích Ông Gió Bà Mưa đã được tái bản rất nhiều lần, được trích đoạn dùng trong chương trình học phổ thông Pháp và còn được chuyển thể thành kịch. Cách giải quyết mâu thuẫn giữa các nhân vật chính trong chuyện cổ tích Ông Gió Bà Mưa đầy kịch tính này còn thú vị ở kết cục hòa bình tốt cho mọi bên, chứ không bên nào là phản diện hoàn toàn và bị tiêu diệt. Nhân vật chính nào cũng có điểm tốt, điểm xấu và đều muốn tốt lên. Bản dịch này do một cộng tác viên của công ty Sputnik sống ở Pháp thực hiện. Sau khi được sửa về mặt dịch thuật và hiệu chỉnh câu chữ tiếng Việt, bản dịch cuốn sách được chuyển tới nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, biên tập và xuất bản. Nhằm phù hợp hơn với các bạn đọc nhỏ tuổi, một vài tình tiết trong chuyện liên quan đến đoạn ông gió và bà mưa bị bắt kể từ chương 11 đã được thay đổi so với bản gốc. Mặt khác, với tinh thần tôn trọng tác giả và bạn đọc, Sputnik Education có để bản dịch chính xác với bản gốc hơn so với bản dịch này của đoạn chuyện bị thay đổi trên trang mạng sputnikedu.com để các bạn đọc có thể tham khảo. Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông trân trọng giới thiệu cuốn sách tới bạn đọc. Sách có phát hành tại các nhà sách trên toàn quốc.